Người biết tu á, cho người ta xẻ ra 100 mảnh á, cũng không sao nữa, cũng như kiểu Tây Tạng vậy đó, cho chim hoặc đà điểu nó ăn. Nhưng mà người không biết tu á, họ còn chắc, họ chỉ nhìn cái thân của họ đốt và họ cũng biết sợ nóng nữa. Rồi huống chi á, mình đôn cho DMV á, nó lấy nó vô mấy cái bệnh viện cho mấy học sinh nó thí nghiệm, thì mình thấy cái xác mình lúc đó đó mình tức lên, rồi cái mình đi làm cho mấy cái thằng đó té xe gãy tay gãy chân để mình trả thù nữa. Cho nên tốt nhất nếu mình biết tu thì muốn nó tha cũng được, còn không biết tu thì nên thiêu. Còn mà chôn á, mình sẽ đứng đó mình canh cái xác có ngày, cái nó rỉ ra rồi cái nó bị mọt ăn rồi nó bị sâu ăn, cái mình lẽ mình đi bắt từ sau, mỗi lần nó bò vô họng mình cái mình bắt nó ra, đâu rảnh đâu làm mấy chuyện đó. Nên không cần canh cái xác, thiêu là dễ nhất, xong một lần một giải quyết thứ một, không có cần phải canh giữ gì nữa.